Tại vòng bảng Euro 2020, Đức gặp Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của bảng F. Phút thứ 15, Ronaldo đánh đầu phá bóng từ quả phạt góc của Đức. Sau đó, anh chạy một mạch sang phần sân của đối phương và có mặt để đệm vào lưới trống sau đường truyền của Diogo Jota. Trong chưa đầy 15 giây, Ronaldo đã giải nguy cho đội nhà, rồi nước rút từ khu vực 16-50 ở phần sân nhà sang phần sân của đối phương và ghi bàn. Theo phân tích của beIN Sports, Ronaldo đã chạy 77m và đạt tốc độ tối đa 32 km/h. Người dẫn chương trình Richard Keys đã thống kê, Usain Bolt, người nhanh nhất trong lịch sử, đạt tốc độ tối đa là 37,85 km/h ở thời kỳ đỉnh cao. Còn thống kê của ITV Sports cho thấy, Ronaldo đã chạy 92m chỉ trong 14,2 giây, dù đã giảm tốc khi xâm nhập vòng cấm của đối phương để đón lỏng đường truyền và ghi bàn.